Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khôi ngọng bên tay phải của mình. Đó chính là chiếc iPad E5 hoặc chúng ta gọi là iPad M1 cũng được. Còn phía bên tay trái sẽ là chiếc iPad E6 hoặc là iPad M2. Và hôm qua mình đã thức xuyên đêm để có thể làm một cái video test pin, từ đó mang đến cho bạn một cái video so sánh kỹ nhất về iPad E này, để xem là với tầm tiền ấy thì các bạn sẽ lựa chọn mẫu máy nào nó hợp lý hơn, chi tiết em nào thời điểm hiện tại nó ok hơn. Chúng ta hãy cùng đi đến với cái video so sánh giữa iPad E5 và iPad E6 trong video ngày hôm nay nhé. Cực kỳ chi tiết luôn về những yếu tố chuẩn pin, hiệu năng. Mời bạn nào xem. Đầu tiên thì mình sẽ đi thẳng vào cái vấn đề pin trước nhá, bởi vì pin là một cái mà nhiều bạn rất sẽ quan tâm luôn. Bởi vì sao? Với em này thì mình thấy rằng dung lượng pin của nó xem nhau. Cụ thể với em iPad E5 ấy, chính là chiếc iPad ở phía bên tay phải mình đây, dung lượng pin của nó sẽ là 7606 mAh. Còn với chiếc iPad E6 ấy, dung lượng pin của nó sẽ là 7573 mAh. Và mình thấy rằng qua cái bài test pin của mình hôm qua gần 5 tiếng ấy, thì mình thấy thời điểm hiện tại với chiếc iPad E6 nhá, mình đo được ấy, em này sẽ on screen được khoảng tầm là 4 tiếng 33 phút. Còn với chiếc iPad E5 của mình ấy, nó sẽ on screen được ít hơn, cụ thể là mất cỡ khoảng tầm là 3 tiếng 23 phút. Nhưng lưu ý mọi một điều, đó chính là với chiếc iPad E5 của mình ấy, em này là em iPad nó đã có tuổi đời rồi, và em này pin thời điểm hiện tại của nó sẽ chỉ còn cỡ khoảng tầm 90% mà thôi. Vậy nên nếu mà để các bạn xét cả hai mẫu iPad cùng 100% pin nhá, thì rõ ràng mới rằng chiếc iPad E5 và chiếc iPad E6 ấy, dung lượng pin của nó cũng sẽ chỉ xem nhau mà thôi. Và với con chip đó chỉ Apple M2 ấy, thì nó cũng sẽ tiêu thụ điện khá là nhiều luôn. Cụ thể những cái tác vụ trong bài test pin của mình ấy, đa số nó sẽ chỉ là những tác vụ rất là bình thường thôi. Ví dụ mình lướt Facebook này, mình xem video reel ở trên Facebook, sau đó là mình xem YouTube, sau đó mình xem VTV Go và vân, những tác vụ cực kỳ bình thường, hay là lướt Shopee hả, chưa hề có một cái tác vụ nào gọi là chơi game nhá. Nhưng pin cả hai em này ấy, nó sẽ đều không trụ được đến 5 tiếng các bạn ạ. Đây có thể coi một thời gian sử dụng pin mình rằng không quá là cao. Vậy nên với những bạn nào có nhu cầu dùng pin hardcore ấy, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ cần thêm viên pin sạc dự phòng, hoặc chúng ta cần thêm những củ sạc nữa thì nó mới ok được. Còn cả hai em này ấy, từ trước đến nay với những con chip M, nó là một con chip ăn nhiều điện, thành ra là trên những chiếc iPad ấy, pin của nó cũng sẽ không quá trâu. Còn nếu bạn nào quan tâm đến tốc độ sạc ở trên chiếc iPad E6 nó nhỉnh hơn nhiều nếu mà so sánh với chiếc E5 hay không ấy, thì câu trả lời là không nhá. Cụ thể với chiếc iPad E5 ấy, thì mình nghĩ rằng đo nó sẽ loanh quanh khoảng tầm từ 28-29W. Tương tự với chiếc iPad E6 cũng vậy, nó sẽ loanh quanh khoảng tầm từ 28-29W. Về cơ bản chỉ chênh lệch nhau có khoảng 1W mà thôi. Nói chung nếu bạn muốn một cái sự nâng cấp mạnh mẽ phần sạc ấy, thì từ chiếc iPad E5 lên chiếc iPad E6 chúng ta sẽ không có điều này. Và ở đây nói về yếu tố cổng sạc nhá, cả hai em này sẽ đều sử dụng cổng sạc C, và chúng ta sẽ có chuẩn đó chạy USB-C 3.1 Gen 2 ở đây. Và bạn thể xuất màn hình ra, bởi vì cái cổng này nó sẽ hỗ trợ DisplayPort. Anh em nào mà chúng ta có những màn hình phụ ấy, các bạn có thể cắm ra để xuất màn hình từ chiếc iPad ra làm việc cũng được luôn, hoặc là chúng ta lắp thêm bàn phím vào cũng ok. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về yếu tố con chip nhá. Cụ thể với chiếc iPad E5 ấy, chúng ta sẽ có Apple M1. Còn với chiếc iPad E6 chúng ta sẽ có chip Apple M2. Và cơ bản hai chip này ấy, thì nó rất giống nhau luôn, đều sở hữu tiến trình đó chỉ 5 nanomet. Và có chăng ấy, nó sẽ chỉ khác nhau một chút ở cái phần đó chỉ GPU mà thôi. Nhưng về cơ bản mình nghĩ rằng hiệu suất thời điểm hiện tại cho ra cũng là tương đương nhau luôn. Cụ thể mình đã test với một số bài test ở đây, ví dụ như AnTuTu chẳng hạn nhá. Và như bạn thấy thì nếu mà xét phần điểm số AnTuTu nhá, nó sẽ chỉ chênh lệch nhau cỡ khoảng tầm là 100.000 điểm mà thôi. Cụ thể với E5 sẽ là 1.519.000 điểm, còn với chiếc iPad E6 sẽ là 1.600.000 điểm. Với những phần điểm GPU để CPU của nó cũng sẽ xem nhau. Tiếp theo mình xét đến một yếu tố nữa, đó chính là điểm 3D Max. Và với cái điểm 3D Max này thì mình nghĩ rằng hai em này cũng sẽ tương đồng nhau luôn. Cụ thể với cái bài test đó chỉ là Solar Bay Stress Test. Thì cái phần điểm số đó chỉ là cao nhất và thấp nhất của nó ấy, mình nghĩ rằng thậm chí cái chiếc iPad E5 nó ra mắt lâu rồi, thành ra nó được tối ưu hơn. Khi mà đây độ ổn định của nó đạt đến ngưỡng đó chỉ là 76.3%. Trong khi đó với chiếc iPad E5 ấy, thì nó sẽ chỉ là 70.9% mà thôi. Có một yếu tố ở đây mà chiếc iPad E6 hơn, đó chính là việc frame rate của nó có thể đạt đến ngưỡng 42 frame rate. Còn bên này nó sẽ chỉ đạt đến ngưỡng đó chính là 33. Nhưng mà em này ấy, frame rate thấp nhất của nó nhá sẽ là 10, còn bên này nó sẽ chỉ là 8 mà thôi. Còn đây là cái phần điểm số, nếu mà xét đến phần Geekbench 6 thì rõ ràng rồi, với chiếc iPad E6 ấy, chúng ta có những cái phần đó chính là CPU nó ok hơn. Cụ thể ở đây em này điểm số đơn nhân và đa nhân của nó sẽ đều nhỉnh hơn nếu mà so sánh với chiếc iPad E5. Nhưng mà điểm số thì là như vậy, còn thực tế khi chúng ta xét đến những tác vụ, ví dụ như các bạn chơi game, sau đó các bạn render video nó như nào, bây giờ thì mình sẽ tiết lộ bạn.
Cụ thể khi mà chơi game ấy thì mình thấy rằng chiếc iPad E5 lẫn chiếc iPad E6 khi mà mình chơi với tựa game Genshin Impact nhá, không quạt với mức cấu hình cực cao 60fps ấy, thì đều sẽ chỉ đạt ngưỡng đó chính là 40fps trung bình mà thôi. Thậm chí chiếc iPad E5 của mình ấy sẽ nhỉnh hơn một tí. Cụ thể iPad E5 là 40.8fps, còn với chiếc iPad E6 hiện tại nó sẽ chỉ đạt ngưỡng đó chỉ là 39.8fps mà thôi. Còn nhiệt độ hai bên nói chung là xem nhau khi mà xét đến yếu tố này, và cá nhân mình đánh giá thành nhiệt độ của nó cũng tương đối là cao. Và cái phần mềm mình đang dùng để test hiệu năng đây đó chính là PUBG, một cái phần mềm cực kỳ xịn sò đến từ Tencent luôn các bạn ạ. Tencent là một cái đơn vị để sản xuất ra cái phần mềm này, họ hợp tác với hầu hết tất cả nhà xuất smartphone thời điểm hiện tại, Samsung, Xiaomi, sau đó là Oppo, Vivo, đủ các kiểu luôn. Thế nên tool này PUBG là một cái tool cực kỳ là ngon lành đảo để mà chúng ta kiểm tra hiệu suất của máy. Bạn nào mà quan tâm ấy có thể tham khảo đường link mình để bên dưới phần mô tả nhá. Cụ thể nhiệt độ mặt trước nó sẽ đạt đến ngưỡng có thể là 43 độ C, trong khi đó nhiệt độ mặt sau ấy nó sẽ đạt đến ngưỡng đó chính là 45 độ C. Tương tự cả hai em cũng sẽ đều có mức nhiệt độ này. Và tiếp theo đến phần đó là render video bằng cấp cắt ấy, thì mình thấy rằng hai em này tốc độ của nó là tương đồng nhau nhá. Video thì mình cũng đã chuẩn bị rồi, giống y hệt nhau luôn các bạn ạ. Project cỡ khoảng tầm là 4GB gì đó, thì mình thấy rằng thậm chí em iPad E5 ấy nó render nhanh hơn nếu mà so sánh với em iPad E6 các bạn ạ. Nhưng thực sự khoảng chênh lệch là không lớn đây các bạn ạ. Nó sẽ chỉ cỡ khoảng tầm là 1% mà thôi. Nói chung để mà xét phần hiệu năng ấy thì mình thấy rằng hai em này gần như là tương đồng nhau thời điểm hiện tại nhá. Với chiếc iPad E5 ấy, lợi thế của nó đó chính là việc ra mắt trước, thành ra chúng ta sẽ có sự tối ưu ngon lành đảo hơn ở đây. Còn với chiếc iPad E6 ấy, chúng ta sẽ có một chip M2 nó nhỉnh hơn một chút, nhưng về cơ bản là không đáng kể nếu mà so sánh với chip Apple M1 thời điểm hiện tại. Còn nói về mức giá nhá, khoảng chênh lệch đây sẽ cứ khoảng tầm là 3 triệu. Cụ thể cùng tại cửa hàng đó chính là OneWay, mình check rằng với chiếc iPad E5 phiên bản 2022, cụ thể là bản Wi-Fi 64GB nhá, mức giá sẽ là gần 13 triệu, chính xác hơn đó chính là 12.999.000 đồng. Còn với chiếc iPad E6 11 inch phiên bản 2024 ấy, phiên bản 128, mức giá của nó sẽ là 16.209.000, tức là chênh nhau cỡ khoảng tầm là 3 triệu. Còn nếu bạn lựa chọn phiên bản đó chính là iPad E5 2022 5G ấy, thì mức giá của nó sẽ tương đương nhau luôn. Nói chung nếu bạn nào muốn tiết kiệm chi phí có thể lựa chọn chiếc iPad E5. Và các bạn đừng quên đó chính là thời điểm hiện tại cửa hàng OneWay đang có chương trình đó chính là siêu tháng 7 nhá. Chúng ta sẽ có rất nhiều những chương trình khuyến mãi ở đây, lên đến 100 sản phẩm cũng như là giảm giá đến 6 triệu luôn. Chưa kể sẽ có chương trình đó chính là thu cũ đổi mới dành cho những bạn nào muốn lên đời iPad, dùng iPad cũ đổi iPad mới luôn. Bạn nào quan tâm link mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Còn về khả năng hiển thị giữa chiếc iPad E5 và iPad E6 ấy, cá nhân mình giá là tương đồng nhau, chỉ khác biệt một chút ở phần đó chính là với chiếc iPad E6 kích thước của nó sẽ nhỉnh hơn một chút mà thôi. Em này thì chúng ta sẽ đều có màn hình đó chính là Liquid Retina IPS LCD này, độ sáng cũng sẽ đều ở ngưỡng đó chính là 500 nit và độ phân giải của nó ấy, cũng sẽ xem nhau nhá. Và đây ấy, nói chung là khả năng hiển thị nếu bạn nhìn mắt thường ấy, mình thấy rằng cũng ngang ngửa nhau luôn. Có chăng là với chiếc iPad E5 mình đang có đấy, do em này dán cơ lực thành ra bạn nhìn thấy rằng màn hình của nó hiển thị sẽ khác một chút nếu mà so sánh với chiếc iPad E6. iPad E6 hiện tại mình không dán gì cả, thành ra khả năng hiển thị của nó nếu bạn nhìn qua video ấy, có thể video nó sẽ sáng hơn một chút các bạn ạ. Nhưng thực tế khi mà chúng ta nhìn ấy, nó sẽ không khác biệt gì luôn. Còn nói đến phần thiết kế cũng sẽ như vậy, lại một lần nữa nếu bạn không nhìn vào tên của nó cũng như là các bạn không xem thông số cấu hình ấy, đố bạn biết được đâu là em iPad E5 cũng như là đâu là chiếc iPad E6, bởi vì tất cả những yếu tố của em này ấy, nó gần như y hệt nhau nhá, từ những cái trọng lượng, sau đó là vị trí phím này, sau đó là những cái cổng sạc cũng như là độ dày các thứ vân, nó giống y hệt nhau các bạn ạ, và gần như không có bất kỳ một cái sự khác biệt nào cả giữa chiếc iPad E5 cũng như là chiếc iPad E6. Sự chênh lệch giữa em này ấy, nó sẽ chỉ là 1g mà thôi các bạn ạ, rất khó để mà nhận ra. Thậm chí đến cái yếu tố camera ấy, cũng sẽ y xì đúng nhau luôn. Mình cũng đã test camera của hai em này dành cho bạn rồi, và nó nói chung là y nhau các bạn ạ. Gần như những cái thuật toán xử lý, sau đó là những cái phần màu sắc xử lý không khác gì nhau cả. Vậy nên để nói các bạn muốn cái gì ở trên chiếc iPad E6 ấy, thì chiếc iPad E5 cũng sẽ đáp ứng được cho bạn nhá. Những bức ảnh nó cũng sẽ xem như nhau luôn. Chỉ có điều đó chính là với chiếc iPad E5 ấy và chiếc iPad E6, cái vị trí camera selfie nó đổi khác một chút các bạn ạ. Cụ thể với chiếc iPad E6 này, đấy các bạn thấy không? Với chiếc iPad E6 nhá thì camera nó đặt chính giữa này, còn với chiếc iPad E5 ấy thì camera nó đặt ở đây. Nói chung hai em này ấy, mình nghĩ rằng cái sự khác biệt của nó sẽ chủ yếu nằm ở cụm camera trước mà thôi, khi mà vị trí của nó sẽ đặt khác nhau một tí. iPad E6 nó được đặt ở phía bên cạnh, còn với chiếc iPad E5 ấy, chúng ta ở phía cạnh trên như này. Đấy, cho các bạn dễ dàng hình dung thì em iPad E6 nó sẽ thuận tiện hơn trong việc chúng ta ngồi gõ này, sau chúng ta ngồi video call khi mà để máy tính ngang.
Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về sự giống và khác nhau giữa iPad Air 5 và iPad Air 6 thời điểm hiện tại. Nếu bạn xét phần mức giá nhá, với chiếc iPad Air 6 mình tham khảo từ gọi OneWay ấy, thì em này sẽ cỡ khoảng tầm là 16 triệu. Trong khi đó với chiếc iPad Air 5 thì mức giá của nó sẽ gần cỡ khoảng tầm là 13 triệu. Còn nếu mà xét đến phiên bản 5G của em iPad Air 5 thì mức giá của nó sẽ ngang ngửa nếu mà so sánh với chiếc Air 6 luôn. Tuy nhiên em Air 6 bay của nó sẽ là 128GB, còn với chiếc Air 5 bay của nó vẫn sẽ chỉ là 64GB thôi, tương đối là hạn hẹp. Vậy nên với những bạn nào mà chúng ta thích mới, thích nhiều bộ nhớ hơn ấy, các bạn có thể lựa chọn chiếc iPad Air 6. Còn nếu mà chúng ta xét phần đó là chi phí tiết kiệm ấy, thì bạn có thể lựa chọn chiếc iPad Air 5 nhá. Bởi vì hiệu năng của chiếc iPad Air 5 ấy, so với chiếc iPad Air 6 nó không khác biệt quá nhiều luôn. Hay nói chính xác hơn ấy, thậm chí nó có phần nhỉnh hơn ở khoản tối ưu. Và nếu bạn mua ấy, thì mình khuyên các bạn chúng ta hãy tham khảo tại gồng OneWay nhá. Bởi vì với chương trình siêu siêu tháng 7 này, chúng ta sẽ có hàng loạt sản phẩm giảm giá lên 100 sản phẩm khác nhau, chưa kể giảm giá lên 6 triệu. Ngoài ra các bạn thể tham gia chương trình ví rủ thu cũ đổi mới, trợ giá rất là nhiều luôn. Em nào quan tâm, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo nhá. Bạn nào đang dùng iPad cũ ấy, hãy tham gia cái thu cũ đổi mới lên đời. Và đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ về những sự giống và khác nhau giữa iPad Air 5 và iPad Air 6. Trong trường hợp này, các bạn sẽ lựa chọn những mẫu iPad nào thì hãy để lại ý kiến bên dưới. Và nếu bạn nào muốn mình thực hiện một cái video đánh giá chi tiết về em iPad Air 6, hãy comment xuống bên dưới nhé. Hoặc một cái video so sánh với sản phẩm bất kỳ, hãy cứ comment. Còn bây giờ, xin chào các bạn trong các video sau. Nhấn like và subscribe của Kinh Không Ngão nha. Bye bye.